kinh đâu nhỉ? Lại đổi lại à? Không, dãy nào cái những cái dãy như thế này, dãy nào vẫn ở dãy đấy. Nhớ, nó nhấc lên để nó ngâm ấy. Không lấy lại thôi, thay đổi chỗ đi chứ còn dãy nào vẫn ở dãy này. Hello, hello mọi người. Chơi sử dụng chế độ 3G dành cho quý vị. Chào Nguyễn Sư Tiệp, Potsri Ngô Quyền. Hôm nay em về em ngắm lại các mầm non tương lai của em. Đấy, cứ tuyết yêu thương. Đâu nhỉ? Không thấy luôn. Sái kiểu gì tung hết cả cây ra như này. Trồng ơi, cái chỗ khác rồi nè. Đấy, giết người bọn này làm ăn này. Trồng ơi. À, em chào 203 người đang xem. Hả? Ngắm lại các em nam Lan thân yêu. Em vẫn rất là hăng say. Tên em ở Võ Trí Công ấy, Thua Lê ạ. Chào Nguyễn Hồ Phúc Vinh. Em chào tất cả mọi người. Hôm nay lên live stream nói chuyện với mọi người. Chào bạn thân yêu. Bạn yêu đã ăn cơm chưa? Dạ em thì em vẫn hăng say sản xuất quý bà con ạ. Làm nông dân thì mới thấy cái khổ của nông dân. Mọi người có khỏe không ạ? Giờ này chắc mọi người cũng đang bắt sen và ngắm mầm giống em đúng không? Thị trường gần đây thì một số anh em nhà vườn cũng đang live stream trao đổi kinh nghiệm cũng như trao đổi giống. Và một số anh em cũng kích cầu bằng những gói lan như HO và Phú Thọ với hình thức bao lời bao lãi. Không phải vì bao lời bao lãi để khuyến khích thị trường mà các em ý bao lời bao lãi là để khẳng định được là cái vị thế của cây lan nó vẫn rất là ok nhé bà con nhé. Điển hình như là vườn lan em Tuyến Pháp và vườn lan em Lê Quang. Rồi tiếp theo nữa là vườn lan anh Thành Bót 60 Ngô Quyền. Rồi tiếp theo nữa chắc là Trương Tấn Lợi, Trương Công Danh ở trong Sài Gòn. Cũng sẽ làm với hình thức như này. Làm hình thức như này không phải là để kích cầu hay gì, mà muốn khẳng định cho những người đầu tư mới để biết được cái giá trị đích thực của cây lan. Là người ta làm ăn, người ta không có thua, không có lỗ gì cả, mà người ta chấp nhận, người ta bán ra, nhưng người ta sẽ bao cho những cái phần lời cho mình, để cho người ta hiểu vấn đề là
cây lan rất là ok. Với em thì em rất là tin tưởng vào nó. Và cũng như là mọi người hăng say sản xuất, nghề nào cũng thế, thức nào cũng vậy. Làm ăn nên phải có chu trình cả, lúc lọ lúc kia. Đúng không ạ cả nhà? Lúc lọ lúc kia, không phải lúc nào nó cũng như lúc nào. Làm ăn thì có thua có thắng. Còn đã đam mê thì đừng nói đến giá trị. Còn đã đi làm ăn kinh doanh thì nghề gì cũng vậy. Đã đầu tư thì phải có được có thua. Em chào tất cả mọi người, tèo 376 người đang xem. Lâu lắm rồi em không like, em không nói chuyện với mọi người. Rất lâu, dạ dạ mọi người. Ngành nghề nào cũng thế thôi ạ. Bởi vì là khi mình làm, mình kinh doanh một cái gì đấy, con giống cũng vậy, cũng có lúc đỏ, lúc đen, lúc rủi, lúc ro. Không một ngành, một nghề nào cũng phát triển mãi được cả. Và lúc nào, một lúc nào đó mình sẽ ngồi lại và nhìn lại một vấn đề. Đã đầu tư thì ai cũng mong được hết, ai cũng mong chiến thắng. Và bây giờ những nhà vườn uy tín, những nhà vườn tiêu biểu, như là người ta đang khẳng định vị thế của cây lan, là người ta đang bao lời bao lỗ, thì tại sao người đấy, tại sao bà con không đầu tư vào những cái nhà vườn đó? Điển hình như em Tuyến Pháp này, em Lê Quang này, rồi em Thành Bót cũng đang chuẩn bị làm theo cái mô hình đó. Ô, cái ngành gì cũng thế Tuấn Đội nhá. Không, nó không không những ngành lan và tất cả mọi ngành mọi nghề cũng phải có lúc thăng lúc trầm chứ, lúc bay lúc bổng, không phải lúc nào nó cũng như được lúc nào đâu. Nếu mà lúc nào cũng như lúc nào thì cứ thế mà cứ thế ngồi một chỗ mà đếm thôi. Cần gì phải đầu tư? Dạ em chào anh Nguyễn Quốc Tuấn. Linh Dương Đăng Ngọc đang xem thì tuyệt vời quá luôn. Anh không Mạnh Hiền nhá. Anh không bán livestream. Anh lên đây chia sẻ kinh nghiệm cũng như là hỏi thăm bà con và nói chuyện với bà con về đầu tư cũng như là con giống rồi là tập tính của những cây thôi. Và nó cây gì ăn như nào, mùa nào cắt, mùa nào làm ki thế thôi. Chào 453 người đang xem. Mọi người làm gì thì hãy tự tin với những cái gì mà mình chọn thôi. Chứ ai bắt mọi người vào đâu. Mà mọi người kêu mấy cả than. Vào được thì nếu như được hưởng thì mọi người được hưởng chứ mình có được hưởng đâu. Được ăn thua chịu mà. Mà mình thích chơi lan hơn là đánh gốp nhé bạn nhé. À, chào Nhân Lê, chủ vườn lan 20 Võ Trí Công. Chào tất cả mọi người, 468 người đang xem. Lâu lắm, rất là lâu, rất lâu rồi em cũng không like, không nói chuyện với mọi người. Bởi vì cây của em thối nhiều quá, em cũng hơi bị buồn. Cho nên là không nói chuyện với mọi người nhiều được.
mầm gốc của anh cũng đang bắt đầu sưng nhú rồi. Và một số cũng đã bung lá rồi. Đấy, có một số mầm thì cũng rất là ok. Đấy, có những mầm rất là ok luôn. Đấy. Chào Phạm Ngọc Cảnh. Về xem long khánh thối anh ạ. Mọi người khỏe không ạ? Mọi người làm ăn đầu tư con gì cũng thế, mà nuôi cây gì cũng vậy, hay là đầu tư tất cả mọi ngành mọi nghề cũng vậy. Mọi người làm thì mọi người hưởng, thua thì mọi người chịu. Chứ ai bắt ép mọi người làm đâu. Được thì gia đình bạn hưởng, nhà bạn hưởng, chứ người khác có được hưởng đâu. Chào Gia Hiếu. Buổi tối vui vẻ. Như mình thì mình cảm nhận là cây cứ đẻ là mình lại cảm thấy nó vui. Đấy, cây đẻ rất là nhiều. Thối long khánh về liên hoan. Vâng ạ, chào Lê Bảo Trân. Chào Ngọc Đào. Năm nay miền Bắc dính thối nhiều bởi vì độ ẩm rất là cao. Chúc Ngọc Đao nhiều sức khỏe nhé. Một con người luôn tự tin với ngành lan đó là anh Ngọc Võ, tức là Ngọc Đao, sống tại Bình Phước. Anh ấy... Mình không có xuất khẩu lan sang châu Âu với cả châu Mỹ gì cả. Các bác có gan chơi thì có các bác gan chịu. Còn nếu như các bác mà vào trong cái bài của em mà bình luận mà nó phản cảm ấy, thì tốt nhất em xin các bác là miễn vào bài em, bài bình luận. Bài em là lên like, nói chuyện với mọi người về cây lan cũng như cái cách chăm sóc trồng về lan, chứ không phải là vào đây để mà các bác ngồi các bác than. Mà các bác có những bác một cọng lan không có cũng vào đây mà than. Trung Đức ơi, nếu em thiện chí thì em ngồi lại nói chuyện, còn nếu như mà không thì anh mời em ra khỏi like của anh. Kiếm mình có chơi nha, Trần Hùng. Hello bạn Thanh Tùng. Những người truyền lửa đam mê giống như bạn Thanh Tùng bây giờ cũng... Tùng xin chào cả nhà, Tùng xin chào cả nhà. Chia sẻ cho Tùng đi, chia sẻ cho Tùng đi. Đấy, những cái lời đó nó rất là nghe, rất là hay. Và mỗi một ngày mình nghe mình cũng cảm thấy nó... Ngủ mình cũng thấy giật mình và nghe những... Ủa? Thế các bác ơi, em hỏi các bác là các bác kiếm được tiền là các bác mang về cho ai ạ? Mang về cho vợ các bạn, cho con các bạn, cho gia đình các bạn, cho các bạn, hay là các bác mang cho em? Mà các bác kêu thế ạ? Thế bây giờ người ta giống như những người truyền lửa như kiểu vườn lan Tuyến Pháp, như vườn lan Lê Quang, thế chẳng nhẽ chứ ăn không ra gì hay sao mà tại sao người ta bỏ tiền ra, người ta chấp nhận, người ta bao lãi bao lỗ? Tại sao các bác không đầu tư? Giống như vườn lan Đức Đại Pháp. Đây. Đang bao lãi bao lỗ đây, tại sao không đầu tư? Các bác cứ kêu.
Đấy, người ta bao lỗ thì làm gì có cửa thua. Bởi vì sao? Bởi vì người ta khẳng định là cây lan ok, người ta khẳng định là người ta làm được, người ta mới làm được như thế, nhưng người ta không gà đâu ạ. Không phải có những người người ta cái tầm hiểu biết nông cạn. Người ta một cây lan không có, người ta cứ vào người ta dìm cái ngành lan mình ấy, mình bức xúc thì mình nói cho mọi người nghe, giống kiểu như Tùng nói, mọi người ơi, đấy kiểu đấy. Các bạn phải nghe rõ. Và có những người ấy, một đồng không có, một cắc không có, vào chỉ có ném đá thôi. Ném đá ở góc độ là như này. Tung ra những cái vấn đề cho những người khác, người ta không làm được, người ta có những cái tư tưởng xấu ấy, người ta không kinh doanh nổi, người ta cứ kiểu hoang mang. Ý là như thế. Cho nên là rất là mình, lắm lúc mình rất là khó chịu, nhưng mà đại loại là mình không chấp, nhưng mình nói để cho các bác hiểu thôi. Các bác hiểu ở góc độ là hello chị Vũ Hường. Minh Hải ơi, người ta đã trốn bao giờ chưa thế hả mà Minh Hải? Anh không biết Hồng Phong Vân là cái gì em nhé. Đã xác định đầu tư làm bất cứ cái gì, làm được ăn thua chịu. Dạ em về Hòa Bình rồi ạ. Về ngắm cây ngắm cảnh, xem Long Khánh thối như thế nào. Vĩnh Khang bây giờ thì nó là đau đầu rồi. Bố con chẳng tin nhau thì không tin nhau được, thì tôi tốt nhất ngồi ở một chỗ nào đó kiếm lấy 200 triệu gửi ngân hàng, kiếm lấy cái lời mà ăn bác ạ. Đỡ phải đầu tư và đỡ phải làm cái gì, hoặc ngồi đó để chờ tiền nhà nước trợ cấp, đỡ phải đầu tư bác ạ. Bố con không tin được nhau nữa thì thôi, bác chắc em nghĩ là bác sẽ tin được nhà nước. Vĩnh Khang đây chị ơi, rất là kém luôn, lên được 1-2 mầm ạ. Đúng không mọi người? Có những người, người ta cứ phản đối, ghét lan, mà cứ em like là cứ nhảy vào. Em cũng chẳng hiểu là các bác ấy ghét theo cái kiểu gì. Em nghĩ là các bác ấy yêu quý lắm, các bác không có tiền để đầu tư, các bác cứ ngồi các bác nói bậy thôi. Chuẩn Nguyễn Vũ Yên nhá. Bố con nhà đó chơi cãi vã và đánh nhau khổ cực. Thì nó nhiều mầm nó bị hỏng ấy. Năm nay cái thời tiết ở ngoài Bắc mình, cái độ ẩm nó rất là cao, cho nên là nó thối nhiều. Đây có những cây này rất là mướt, em để lại ngắm hoa. Em đang đi ngắm vòng quanh chị Hương ạ. Hello, Hồ Trọng Long. Vừa rồi xảy ra một vụ G63, hóa ra là liên quan đến Hồ Trọng Long tại tỉnh Bình Phước. Con G63 màu trắng được đưa vào huyền thoại, rất là đẹp. Hồ Trọng Long ngồi trên lóc xe. Mình năm Cánh Trắng Phú Thọ, mình ở bên vườn bên kia và rất là mưa, mình không đi sang được nha các bác nhé.
Đúng rồi, Trần Văn Kiên. Bảo Duy đây chị ơi. Chưa lên luôn. Thì trăm nghề mà, nghề nào làm được thì cũng có người nọ người kia. Đúng rồi, chào Quang Béo. Bảo Duy làm mầm gốc bây giờ thì cũng có một cái lên, thì có cái vẫn chưa lên. Hello, thiếu gia họ Nguyễn. Đây như này, những cây á hậu em trồng thì bây giờ nó mới bắt đầu nhú mầm thôi này. Du Nguyễn ơi, anh mời em ra khỏi live. Em đã đầu tư lan chưa? Hay là em đang dùng nick ảo? Thế người ta kinh doanh bất cứ một ngành, một nghề gì, người ta thắng, người ta không được mua gì à? Người ta không được xây nhà, em. Thế người ta cứ phải ở trong cái xó như em à? Mùa này là mùa mầm mà một số mầm em làm nó cũng vẫn chưa lên được. Đây, giống như chậu Bảo Duy này. Chai lắm, không lên được. Em cảm ơn anh Xuân Tài Chu. Đại Cát đây, chờ xíu nghe Ngọc Đao. Tiền trong túi mọi người giống như kinh doanh theo cách suy nghĩ của mỗi người thì mọi người tự tư duy lấy. Chứ ai xui các mọi người vào đâu. Đây Ngọc Đao ơi. Được thì ăn, thua thì chịu. Dạ, vườn này của em được 700 mét. Chuẩn luôn. Đấy, những cây rất là múp. Em cũng mới làm mầm gốc và bắt đầu mới sưng. Dạ, em chào tất cả mọi người. Từ từ đã thiếu gia ạ, đừng làm vội em ạ. Bảo Duy không vội được đâu. Chào cả TikTok luôn. Trần Hùng có gần nhưng mà nó đang mưa anh ạ.
Hả? Bật quạt lên, bật quạt lên bí lắm. Mưa to ở trên Hòa Bình, đang mưa rất là to và độ ẩm đang rất là cao. Nên là em đi kiểm tra một số mầm cũng hai thối. Chào anh Đào Nguyên, chủ của showroom ô tô 568, cũng là nhất nhì Hà Nội. Mọi người ơi, mọi người ơi, Nguyễn Thanh Tùng vào xem rồi, mọi người ơi. Dạ được, thế thì rất là ok anh Đào Nguyên ạ. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi em ạ, để một thời gian nữa rồi hãy làm để tự nhiên nó sẽ lên này. Bây giờ mọi người cắt cây thì mình cứ sẽ treo lên như này. Để cho một thời gian nó khô, nó rụng lá đi rồi cắt khúc lên thì nó sẽ lên rất là nhanh, rất là khỏe. Đừng cắt sớm như em, cắt sớm như em rồi em cắt khúc ra rồi nó cũng nó sẽ rất là dễ thối. Em cứ cắt và treo tại ở một chỗ này. Đấy, đây này, mọi người cắt như này này. Xong để nó ráo đi, mọi người để nó ráo cho nó khô lá nó rụng, xong rồi bắt đầu mọi người hãy cắt khúc. Làm kỳ rất là ok. Đó. Làm kỳ rất là ok luôn. Máy của em đã báo hết pin. Em chúc toàn thể gia đình yêu hoa lan sức khỏe. Chúc mọi người nhiều thành công, một buổi tối thật vui vẻ. Mọi người ơi, mọi người ơi, em chào mọi người. Hẹn gặp lại các bác trên buổi live sau.